Hello, 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 xin chào tất cả các bạn. Mình là An, chào mừng tất cả các bạn đến với series review ngành học, ngành ngôn ngữ Anh. Mình rất là hiểu cảm giác của mấy bạn học sinh trung học phổ thông khi mà phải lựa chọn ngành nghề. Đó là lý do tại sao mình tạo cái series này, để có thể mời đến những người bạn và chia sẻ những cái trải nghiệm thực tế nhất đến cho mọi người. Và ngày hôm nay thì mình có mời hai bạn, người bạn của mình đến từ ngành ngôn ngữ Anh. Ok, vô đi, vô, vô. Rồi bây giờ là thôi, lại đi. Tao vừa vô cố định sau rồi vừa vô cố định sau rồi tụi mày sẽ hello mọi người và giới thiệu luôn nha. Hãy tiên hay giới thiệu trước nha. Chứ ai mà đi bước vô vậy thì ngày hôm nay thì mình sẽ có mời đến hai người bạn của mình đến từ ngành ngôn ngữ Anh để có thể chia sẻ cho mọi người. Ok, 1, 2, 3. Hello. Giới thiệu đi. Thanh Mai giới thiệu trước đi nào. Xin chào mọi người, mình tên là Thanh Mai. Mình học ngôn ngữ Anh của UEH, Đại học Kinh tế. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Thủy Tiên. Mình học chương trình ngôn ngữ Anh của trường Đại học Tuấn Thắng. Mình trên là Thủy Tiên. Thấy không? Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Thủy Tiên. Mình học chương trình ngôn ngữ Anh của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Mình trốn nè. Many months later. Về ngôn ngữ Anh á thì không biết là ở trường của hai bạn là sẽ chia chuyên ngành như thế nào? Trường tao thì chỉ có một chuyên ngành duy nhất, đó chính là tiếng Anh thương mại. Có nghĩa là lúc mày vào làm không có chia chuyên ngành gì hết, học thẳng luôn ngôn ngữ Anh, tiếng Anh thương mại, chỉ có duy nhất cái đó thôi. Còn Hy Tiên? Trường tao là sẽ có hai chuyên ngành, là tiếng Anh sư phạm với là tiếng Anh thương mại. Tức là hai trường này thì nãy giờ tao chỉ nghe có là tiếng Anh thương mại và tiếng Anh sư phạm thôi. Nhưng mà ý là tao nghĩ là ngôn ngữ Anh nó sẽ còn những cái chuyên ngành khác cùng mấy trường khác nữa, thì ý là ở đây tụi mày có biết những cái chuyên ngành khác nữa không? Chẳng hạn như bạn tao học sư phạm đi, thì nó sẽ không có giống như của bên Tôn Đức Thắng, nó sẽ chia làm hai cái khác nhau, một là sư phạm và một là ngôn ngữ Anh. Thì trong ngôn ngữ Anh nó sẽ có hai chuyên ngành nữa, đó chính là tiếng Anh thương mại và là biên phiên dịch. Trường nhân văn cũng có biên phiên dịch nè, rồi có văn hóa, văn học, với lại một cái là giảng ngữ, là về giảng dạy á. Là giống sư phạm á. Không, ý là có một thắc mắc ở đây, đấy là biên phiên dịch là cái gì? Không, hỏi thiệt, hỏi thiệt. Về cơ bản nha, biên hỏi chưa? Ủa, đây, tôi ở đây là tôi phỏng vấn cho mọi người coi và tôi cũng cho tôi biết luôn, ok. Biên phiên dịch là cái gì? Thì về cơ bản biên là giống như viết đó, ghi chữ biên bài chứ. Hay là nó là về cơ bản nó là giấy. Ok. Xong translate. Không sao đâu. Bạn mình lâu lâu lên video nó bị khớp, mọi người thông cảm nha, chứ người ta cũng là IELTS 7.5 đó. Gì vậy? Nói chuyện thôi, rồi tiếp đi. Là về giấy, còn phiên dịch là nó sẽ là nói miệng. Ok. Chứ là nói miệng, mà trong phiên dịch là sẽ có rất nhiều hình thức khác nhau. Bạn có đồng ý không? Đúng rồi. Bây giờ sẵn tiện nói về cái này thì là hai đứa mày đều là tiếng Anh thương mại đúng không? Về chương trình học mày có thể nói cơ bản được không? Thì tất nhiên là khi các bạn học môn ngữ Anh thì các bạn không thể thiếu là bốn kỹ năng cơ bản đúng không? Nghe nói đọc viết phải nào thiếu. Ngoài ra các bạn sẽ phải học cái chuyên sâu vô cái chuyên ngữ, chẳng hạn như là ngữ âm, âm vị học, đúng không? Hình thái học. Ngũ Long công chúa đó mọi người. Cái gì vậy trời? Đúng rồi. Vậy hả? Nó tên là Ngũ Long công chúa. Ý là trong ngành là kêu như vậy. Đó là cái đó là chuyên ngữ hơn. Rồi, ý là chắc chắn học ngôn ngữ Anh thì phải học tiếng Anh rồi, nhưng mà ngoài cái tiếng Anh ra thì cái chữ thương mại trong đó thì mày học những cái gì liên quan tới cái đó? Thủy Tiên trước đi. Bên tao á thì mày sẽ học mấy cái môn về tổng quan về thương mại, như là môn thương mại tổng quát nè, thư tín thương mại là sẽ viết những cái như là email hoặc report hoặc là những cái fax khi mà làm việc trong công ty á. Rồi sau đó thì sẽ có những cái môn như là kiểu về thương mại để tự chọn á, như là nhà khách sạn nè, marketing với lại quản trị doanh nghiệp. À, tức là những cái môn đó là tự chọn, mày muốn đi theo hướng nào thì của thương mại thì mày chọn mấy cái đó hay sao? Sẽ có 3 môn cho các bạn chọn. Trong cái môn thương mại tự chọn đó, các bạn sẽ chọn theo cái hướng mà các bạn muốn đi. Ok, còn Thanh Mai? Của bên Thủy Tiên là tự chọn đúng không? Nhưng mà bên UEH là kinh tế đúng không? Nên là tao nghĩ nó sẽ đưa vô cái hình thức là bắt buộc luôn. Nó sẽ bên ta sẽ học các kiểu như là kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô mà mình học. Trời ơi, không. Là ý là trong cái môn kinh tế vĩ mô tụi mày học á, là có tính toán hay là có công thức gì không? Nó sẽ có bài tập trong đó và vẫn sẽ có tính toán trong đó, nhưng mà ít, ta cảm thấy bài tập rất là ít, chủ yếu là lý thuyết thôi. Chủ yếu là lý thuyết. Ủa vậy hỏi hả? Trời ơi, hỏi cho có nè. Ý là muốn biết. Hỏi cho còn có. Còn tôi cho mượn sách về đọc nè. Cảm ơn. Ngoài ra thì ta sẽ còn phải bắt buộc học quản trị học.
marketing căn bản, kinh doanh quốc tế, tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh thì nó sẽ gồm tiếp thị, quản trị, thương mại gì đó. Thì đó coi. Cái đó là tự chọn đúng không? Không, cái đó là bắt buộc. Còn khi mà mày tới năm 3 mày sẽ học sâu vô đó. Cái mà tao nói bắt buộc là tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh nha. Okay. Còn ví dụ nếu như học sâu thì mày sẽ chọn tiếng Anh chuyên ngành du lịch, tiếng Anh chuyên ngành logistics, quản trị khách sạn gì đó. Thì cái đó mà là tự chọn. Còn cái những cái năm đầu là phải bắt buộc học mấy môn đó. Cả hai bên nãy giờ nghe hai đứa mày nói thì tao vẫn thấy là hai đứa mày đều có những cái môn thương mại và kinh tế rất là tổng quan. Nhưng mà một cái khác là tao nghĩ là bên đây nó sẽ nhiều hơn. Ừ, nó sẽ thiên về kinh tế nhiều hơn. Như là bên đây là đại học kinh tế, nó sẽ nhiều cái kiến thức về kinh tế hơn. Khi mà tụi mày học á, có cái môn nào mà tụi mày cảm thấy ám ảnh trong cuộc đời sinh viên học ngôn ngữ Anh của tụi mày không? Nếu như đối với những bạn học chuyên ngữ thì Ngũ Lâm Công Chúa sẽ là một trong những bạn giúp cảm thấy không. Nhưng mà đối với tao, trong cái chương trình tao học á, tao thấy nó cũng không đến nỗi là kiểu quá khó á, vẫn có thể hiểu được nó là như thế nào á, để làm bài được á. Năm môn này nó sẽ không chỉ học bề ngoài tiếng Anh mà sẽ phân tích mổ xẻ, kiểu cũng như là phân tích vẻ đẹp của tiếng Anh. Vậy đó mọi người, mình sẽ mổ xẻ từng cái nó ra, mình sẽ vẽ sơ đồ có chút đoạn cây. Cái đó là môn cú pháp học đúng không? Cú pháp học là cái tờ sợ nhất trong năm môn á. Thì mình cảm thấy môn cú pháp học là khó, cái chỗ mà đoạn mình phải phân tích các câu, cái từ cây đó. Mình sẽ phải vẽ cây, có nghĩa là bạn phải phân tích cho tới hết mức, hết cốt luôn, tới khi nào mà không thể phân tích chèn dùm cái hình phân tích luôn cho mọi người nhìn nha. Thật ra tôi cũng không hiểu gì hết trơn á, mọi người về nhà gửi cho tao cái hình nha. Có những cái hình phân tích mà kiểu vẽ ngoằn có nghĩa là rất là dài và phải, mình nghĩ cái đó là một cái khó. Cái đó khó chứ không phải nghĩ là khó. Nhìn hình đi nó thấy khó, tại vì cái đó kiểu như là khó đi. Nhìn tình chứ là biết khó gì. Không, Ngũ Lâm Công Chúa là gì, nói lại thôi. Bên ta sẽ học là ngữ âm, âm vị học, từ vựng học, ngữ nghĩa học, hình thái, cú pháp học. Có những người người ta học hình thái, cú pháp học riêng á, nhưng mà ta học chung. Ok. Học kỳ đã học chung luôn. Đó thì nói chung là hỏi cho mọi người biết thôi. Ý là cho nó biết nó nhiều vậy thôi chứ tôi không có hiểu. Tôi sẽ để chữ chạy trên màn hình cho mọi người coi nha. Ok. 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 Thì ta sẽ đi tới cái phần gọi là cơ hội việc làm. Chính xác luôn, nếu mà đi đúng hướng của ngành đó thì ra trường tụi mày có thể làm được những cái gì? Ai xung không trả lời? Không ai xung không, thầy gọi tên Thủy Tiên. Các bạn có thể làm về biên phiên dịch viên. Nhiều trường thì sẽ có cái chuyên ngành về du lịch nữa. Các bạn có thể làm hướng dẫn viên du lịch hoặc là làm trong các công ty về du lịch. Các bạn mà học về sư phạm á thì các bạn có thể đi dạy tại các trường. Hôm nay bổ sung nhiều. Giờ tôi nói thiệt nha, là nếu như các bạn học biên phiên dịch đó thì mọi người phải thật sự là giỏi và đúng cố gắng rồi, thì mọi người mới có thể tìm được một cái công việc biên phiên dịch mà có thể giúp mọi người nuôi sống bản thân được. Còn nếu không thì hầu hết những bạn học biên phiên dịch thì sẽ thường sẽ làm trái ngành. Tại vì nếu biên phiên dịch thì phải thật sự giỏi, kiến thức nhiều, tự vựng nhiều, thông hiểu hai nền văn hóa để có thể dịch qua dịch lại. Thường thì mình thấy là các bạn cùng khóa của mình sẽ đi học thêm một cái văn bằng phụ nhỏ. Đúng rồi. Hồi đó UEH có tổ chức cái văn bằng phụ nhỏ, kiểu giống như là có những bạn đi học về logistics, nhân sự. Cộng cái đó với lại cái ngành ngôn ngữ Anh của bạn thì bạn xin lợi thế thì bạn đi xin việc. Còn về giảng dạy á, ít nhất các bạn nên lấy một cái bằng chẳng hạn như IELTS, TOEIC, TOEFL. Nhưng mà bây giờ mọi người mình thấy á, ra để giảng dạy thì mọi người sẽ học thêm một cái bằng TESOL. Cái đó là bằng không thời hạn luôn, và thường bằng TESOL nó cũng sẽ có giá trị hơn. Ok. Thì nói chung là nãy giờ tổng hợp lại từ những cái gì mà mấy đứa nói á, thì là nếu mà đã muốn đi theo đúng cái hướng mà biên phiên dịch luôn á thì phải thật sự giỏi và thật sự hiểu ngôn ngữ cũng như các nền văn hóa, thì cái đó sẽ là một hướng. Còn cái hướng tiếp theo là có thể đi theo giảng dạy, thì Thanh Mai có nói là lấy một cái bằng TESOL. Còn ngoài ra thì vẫn có những cái hướng khác đi theo hướng kinh tế. Nhưng mà nếu các bạn muốn đi theo những cái chuyên ngành chẳng hạn như marketing, logistics này nọ, nên học thêm một văn bằng khác hoặc là đi tích lũy kinh nghiệm trong lúc mình còn là sinh viên. Thì mình thấy hình như là ở những cái trung tâm ở bên ngoài, nhiều trung tâm người ta cũng sẽ có dạy và cũng có cấp bằng á. Bây giờ khi mà xong cái về cơ hội việc làm khi ra trường rồi, thì tụi bay có biết là một vài cái vị trí nào mà sinh viên trong quá trình học ngành ngôn ngữ Anh có thể đi làm một cách thực tế nhất để các bạn có thể trau dồi những cái gì mà có liên quan tới chuyên ngành của bạn đó được không? Sinh viên mà học về ngôn ngữ á, thì thấy nhiều nhất là các bạn hay đi làm về TA, các trung tâm tiếng Anh, hoặc là làm gia sư. Ngoài những công việc về thiên về giảng dạy như TA hoặc là làm gia sư ra thì còn những công việc nào khác nữa không? Bây giờ thực tập đi, nói về kinh nghiệm bản thân đi, mình đi học thực tập ở một công ty Nhật sử dụng ngôn ngữ chung là tiếng Anh. Và vị trí mình làm là nhân sự. Mình thấy đa số các bạn của mình á, học ngôn ngữ Anh nó cũng đổ đi hướng đi làm nhân sự. Đúng rồi, ngôn ngữ Anh đi hướng nhân sự rất là nhiều. Đã có lợi thế tiếng Anh thì các bạn nên cố tìm một môi trường đa quốc tế các bạn làm trong đó. Nói chung là một môi trường quốc tế hoặc đa quốc gia. Môi trường đa quốc gia.
nó như là một môi trường nào đó mà các bạn có thể tiếp xúc với người nước ngoài, có thể dùng được cái ngôn ngữ mà các bạn đang học ha. Theo tao tìm hiểu thì ngoài ra mình còn có thể làm những cái công việc như là copywriter này nọ mà viết bài bằng tiếng Anh chẳng hạn, đúng không? Đúng. Hoặc là mình làm freelancer dịch nếu mình đã có đủ khả năng, kiểu vậy. Tao còn thấy có một số bạn của tao, ý là nếu mà có trình độ cao á, hoàn toàn có thể đi dạy IELTS này nọ luôn nếu mấy bạn đó giỏi. Cho nên là mình thấy là những cái gì mà thiên về tiếng Anh á rất là dễ tìm việc làm luôn á, đúng không? Mình nói xong cái cơ hội việc làm rồi thì bây giờ tao muốn hỏi tụi mày là tụi mày cảm thấy người như thế nào thì phù hợp và nên chọn học ngành này? Về cơ bản thì bạn cần phải có đam mê và yêu thích về ngôn ngữ. Các bạn phải định hướng lại các bạn thích, tới đây là thích cái gì. Tại vì khi tôi nói khi mà mình muốn vào ngôn ngữ Anh là mình sẽ học phân tích chuyên sâu nha. Nếu bạn chỉ thích là sơ bộ về tiếng Anh á, thì trong khi mà các bạn học chuyên ngữ á, nó sẽ đi sâu vô, thì phải thật sự chăm chỉ và không ngừng trau dồi. Nói chung là các bạn phải có sự kiên trì, với lại bạn phải thật sự đam mê nó. Cái quan trọng nhất vẫn là các bạn muốn tìm hiểu về ngôn ngữ. Tại sao mà người ta biết là cái thực trạng mọi người đều đi ra đa phần là làm trái ngành, nhưng mà người ta vẫn lao vào học ngành này, là bởi vì những người đó cảm thấy họ muốn tìm hiểu về ngôn ngữ. Chứ không lẽ tự nhiên bây giờ á, tao học ngôn ngữ Anh xong rồi tao biết tao phải làm những ngành khác vậy, tao vô học ngôn ngữ Anh chi? Nó cũng sẽ có cái giá của nó. Mấy bạn sẽ phải đào rất sâu về ngôn ngữ, muốn học về những nền văn hóa một cách bài bản. Cho nên là về bản chất các bạn phải nên thật sự rất là yêu thích và muốn tìm hiểu ngôn ngữ này thì các bạn hãy nên học. Đó là lời khuyên của bọn mình. Thì dù sau này các bạn có làm trái ngành hay không thì các bạn chắc chắn một khi đã cố gắng rồi thì sẽ trở thành một người gọi là master về cái ngôn ngữ đó. Master không? À thôi giờ nên lời khuyên, mà lời khuyên cũng đúng mà, cố thật sự cố gắng thì đến master thì không mà. Bây giờ sẽ master trong trường hợp các bạn rất thích và rất cố gắng nha. Phải có hai yếu tố đó nha, ok. Và bây giờ mình sẽ hỏi, mình sẽ Q&A, mình sẽ hỏi một vài câu cho hai bạn này ha. Khi mà học ngôn ngữ Anh á thì các trường đều bắt buộc học thêm một ngôn ngữ khác, điều này là đúng hay không? Tất cả các trường á thì mình không dám chắc, nhưng mà đối với trường học của trường mình và những cái trường mà mình biết rồi á thì tất cả đều là cần phải có ngôn ngữ hai. Thật ra mình nghĩ sẽ là tất cả các trường á mọi người. Một câu hỏi tiếp theo đó là ngày xưa lúc mà tụi bay apply vào trường á thì cái chứng chỉ tiếng Anh đầu vào, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nó có quan trọng không? Cái là nó có bắt buộc không? Theo như cái năm của tao thì nó không có bắt buộc nữa. Trường ta thì cũng không có bắt buộc là đầu vào tiếng Anh là phải có bằng hay là cái gì hết. Okay. Mình học ngành này thì đầu vào và đầu ra có những chỉ tiêu về tiếng Anh cao lắm đúng không ạ? Đầu vào thì bọn mình mới nói xong rồi, còn đầu ra thì sao? Đầu ra là phải có một bằng ngôn ngữ 2. Tiếng Anh kìa, tiếng Anh không có không. Không. Tiếng Anh thì không. Khóa của mình là không nha. Khóa của mình là không, còn những cái khóa sau thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà khóa mình là không có. Nhưng mà đối với các bạn học về chất lượng cao á thì bên khóa của mình á là các bạn cần phải có IELTS 6.5. Ngôn ngữ Anh thương mại có nặng về toán nhiều không ạ? À? Bên mình là không đó rồi. Thì không bên có. Mình bên Thủy Tiên là không đúng không? Bên UEH thì thật ra thì chỉ có kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô. À. Như đó là hết rồi, mọi người đâu có nặng nề về toán lắm đâu. Học toán cao cấp không? Không. Wow. Cho nên là thường á những bạn nào mình thấy những bạn nào thường chọn ngôn ngữ Anh á là mấy bạn không thích toán lắm và kiểu cũng không học khá về toán lắm thì có thể chọn ngôn ngữ Anh. Sao vậy? Học về chuyên ngữ thì mình học toán. Ok, đó là một thực tế. Rồi tiếp nè, muốn học ngôn ngữ Anh mà chưa có bằng IELTS thì có sao không ạ? Không sao hết, tại vì là sao? Mày nó miên quá à. Tiếp đi, tiếp đi. Ý là thì bất ngờ. Ok, nói đi, hỏi đi, hỏi đi. Nói lại câu hỏi. Thì có cần phải bằng IELTS khi mà học ngôn ngữ Anh không? Không. Thì không. Chỉ cần thi đậu. Đúng rồi. Không, nhưng mà cái đó là trường của hai đứa mày thôi nha. Còn có một vài trường khác là hên xui nha. Mình nghĩ, ý là bọn mình hiện tại ở đây chưa có nghiên cứu được, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ dựa theo cái điểm thi đại học thôi. Trừ khi các bạn xét theo phương thức là xét tuyển học bạ hay là xét tuyển học sinh giỏi hay sao đó thì mình nghĩ mới cần. Còn ý là ít nhất ở hai trường hiện tại là đang không có cần rồi nè. Câu này hơi lạ xíu là anh và hai chị nghĩ sao về việc một về câu nói này: sau này ai cũng biết tiếng Anh, vậy học ngành này xong thất nghiệp như chơi. Khá là đúng. Tại vì thực ra bây giờ mấy lớp trẻ bây giờ bắn tiếng Anh ghê lắm. Đi ngoài đường nó bắn tiếng Anh ghê lắm. Ghê luôn á mọi người. Học ngôn ngữ Anh thì cũng sẽ có người này người kia, và ngành nào cũng vậy luôn á. Giống như kiểu là marketing mà ví dụ mà các bạn học giỏi thì chắc chắn bạn sẽ có được những công việc tốt thôi. Và ngôn ngữ Anh cũng vậy. Như hồi nãy mấy bạn này còn đã nói rồi, nó sẽ đào sâu rất sâu vào ngôn ngữ. Và một khi bạn đã là một sinh viên xuất sắc của ngành này rồi thì mình nghĩ là mấy bạn cũng sẽ có được một cái chỗ đứng trong công việc thôi. Nhưng mà này thì khá là ít, nói chung quan trọng là tầm nằm ở cái sự cố gắng và cái năng lực của bạn thôi. Có những cái chẳng hạn như hiểu là về tiếng Anh mà nó thuộc dạng về từ ngữ chuyên ngành á, bạn
học về tiếng Anh, về ngôn ngữ Anh á, thì các bạn sẽ học chuyên sâu hơn á, bạn sẽ có lợi thế hơn. Có nhiều người học tiếng Anh nhưng mà chưa chắc đã biết được cái đó. Hoặc là bạn biết tiếng Anh thôi nha, chưa chắc bạn đã biết được văn hóa như thế nào. Cái cách để giao tiếp hoặc là cách để làm việc với người nước ngoài như thế nào. Có một cái môn gọi là giao tiếp liên văn hóa mọi người. Ý là lúc đó mình sẽ học về những cái cách giao tiếp của từng vùng miền khác nhau. Chẳng hạn như vùng miền này làm cái cử chỉ này thì là có nghĩa là hướng tích cực, nhưng đối với một đất nước khác thì nó sẽ là nhạy cảm, là tiêu cực, thì mình thấy cái đó cũng là một cái hay. Đó, nói chung là giỏi tiếng Anh là một chuyện, nói chuyện được tiếng Anh là một chuyện, nhưng mà có một số thứ ví dụ như là dịch tiếng Anh đó mọi người, thật sự có những người họ rất là giỏi tiếng Anh nha, họ dùng tiếng Anh rất thông thạo, nhưng mà để họ dịch qua một bài luận văn tiếng Anh sang một bài luận văn tiếng Việt, hoặc là dịch một cuốn sách tiếng Anh sang cuốn sách tiếng Việt, nó đòi hỏi kỹ năng dịch nữa. Nó không đơn giản chỉ là bạn biết tiếng Anh là bạn dịch được đâu. Nói chung là nó sẽ có những cái chuyên môn ở trong đó nữa. Cơ bản là ngành nào nó sẽ có những cái lợi và những cái hại. Ok mọi người, chưa. Ok mọi người, thì đó chính là những cái gì mà bọn mình đã có thể chia sẻ được cho các bạn về ngành ngôn ngữ Anh. Nói chung là bọn mình cũng đã cố hết sức và nghiên cứu rất là kỹ rồi, nhưng mà không thể nào tránh khỏi những cái thiếu sót hoặc là ý kiến chủ quan. Mọi người xem với lại cái tâm thế là tham khảo thôi nha. Và cảm ơn mấy bạn đã xem video này của mình. Mấy bạn nhớ like, share, subscribe và nhớ nhấn chuông channel của mình nữa nha. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye. I'm not going to do that.